Rồi Plaza, xin chào các anh chị. Hôm nay em giới thiệu mọi người đây là combo 5 gói kẹo nhân sâm không đường. Kẹo hồng sâm không đường dành cho cô bác anh chị nào không thích ăn đường, hoặc để biếu ông bà, bố mẹ, sếp mà không thích đường hoặc có dấu hiệu bị tiểu đường. Kẹo hồng sâm không đường nhưng có vị ngọt của nhân sâm, tốt cho người bị tiểu đường. Đó, những người không thích đường có thể ăn kẹo hồng sâm không đường. Chỉ cần ngậm 2 chiếc kẹo một ngày sẽ giúp bạn tỉnh táo, sảng khoái. Kẹo hồng sâm tại Joy Plaza, tại địa chỉ 264 Nguyễn Gia Thiều, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh. Một gói gồm có 200g, 753 kcal. Kẹo hồng sâm không đường, công dụng. Cô anh chị xem chi tiết trong bài viết. Cảm ơn cô anh chị rất nhiều. Xin chào cô anh chị.